Rồi em xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục hôm nay là em quay cho anh em và các bác về bộ rề bao của Club Kit nha. Thì đây là rề là A502 và bao là A504. Thì Club Kit là một cái thương hiệu của Blackman, để cho anh em hiểu rõ hơn nha. Thì bộ này về cũng cái này cũng cả tháng rồi, thì cũng có bác khách gọi là tạm chốt miệng nữa. Em cũng chờ tới bữa nay mệt rồi, hết đồ bán rồi, lôi ra tiếp để làm cho anh em. Thì riêng về con rề thì chúng ta không nói rồi. Với con bao Club Kit 504 đó là một dòng bao công suất class A rất là lớn anh em nha. Class A của em này một kênh lên đến 50W. Đối với class A một kênh 50W thì khá là ok, khá lớn. Anh em thấy cái size của bao là nó đã 20 phân rồi. Con này tản nhiệt bằng nước luôn. Thì đoạn sau em sẽ show cái nội thất của con bao cho anh em xem. Đấy, thì ở đây thì hai cái hộp gỗ của con rề và con bao này được lên tại Việt Nam anh em nhé. Về thì nó không có vỏ gỗ đâu, riêng nó không có vỏ gỗ, thì ở đây mình lên cái hai cái hộp gỗ này cho nó đẹp để anh em chơi cho nó có cảm hứng chút xíu. Đấy, bộ này thì trong cái tầm giá thì khó có địch thủ anh em. Thì hiện tại là bộ này em đang bán cho anh em với mức giá là 17 triệu đồng ha, 17 triệu. Nhưng mà trong cái mùa Covid này cũng bực mình cái dùng chút miệng, em xả luôn cho anh em 1 triệu là còn lại 16 triệu thôi, và cũng chỉ có bộ duy nhất này thôi. Giờ anh em kiếm ở khắp Việt Nam bộ thứ hai cũng chưa ra đâu, cũng không có hàng luôn. Và bộ này rất là đẹp nha, bộ này rất là đẹp, mặt mũi anh em thấy nè, rất là mới, rất là đẹp. Và cái giá, phải gọi là giá này thì quá cực kỳ là bình dân đấy, quá cực kỳ là bình dân luôn anh em nha. Anh em có thể đánh những cái dòng loa JBL này khá là hay. Thì đặc trưng của Luckman là cái dãy trung và dãy trép em này rất là tơi và sáng. Nhưng mà đặc biệt dòng này là dòng rề bao cho nên tiếng bass nó rất là mạnh. Tiếng bass rất là mạnh anh em. Bass phê lắm. Thường thì anh em sẽ thấy cái dòng dòng loa Onkyo 2000 monitor này, cái tiếng bass rất là khó đánh. Âm ly nó khó đánh, đánh không có căng được tiếng bass. Phải dùng những cái con âm ly mà sọ sắt công suất lớn ấy. Đó, thì nó đánh mới căng. Mà hôm nay em vô tình em ngồi em thử tạm thôi, chủ yếu là quay cái này cho anh em, nhưng mà gắn vô để test. Quay cho anh em thì con này tiếng khá là căng. Khá là căng luôn em nha, và tiếng trung tiếng rép lên rất là nhiều. Đấy. Lên rất là căng. Đây, anh em nghe thử tiếng bass nha. Bass này em đang để ở mức 7 này. Còn trép ở đây mức 5 thôi. Con này tiếng sáng quá, quá phê, cho nên em không có lên cao trép. Tại vì bản thân của Onkyo nó đã tiếng sáng rồi nha. Đây, anh em rào đoạn này nha. Và để một cái âm ly mà đánh được cái cặp loa 2000X này phải gọi là khá căng, nó hơi nặng anh em nhé. Tại vì anh em thấy là Onkyo DV7-2X và Onkyo Monitor 2000X về công suất nó vẫn là 230W, nhưng mà về độ mạnh thì cái con Onkyo 2000X nó nặng đánh hơn, tại vì nó công suất lớn hơn. Đấy, nó sử dụng một cái bass tới 34 anh em nha, bass 34, một mic tới mid dom 100mm là 10cm đấy. Đánh tiếng nó sáng lắm. Đây. Đó, cặp loa thì khá là đẹp. Đây, em sẽ giới thiệu cặp loa sau, hôm nay chủ yếu là cái bộ rề bao này cho anh em thôi nha. Bộ này chơi khá là ok, và giá tầm giá này thì quá là phải gọi cực kỳ rẻ cho anh em. Đấy. Hạ xuống bass 6 thôi anh em nha. Lên này.
rồi giờ em sẽ quay sau lưng cho anh em xem ha. Tắt nguồn nha. Đấy, tắt nguồn. Và em quay luôn phía sau cho anh em xem nha. Mở dây, quay đít. Quay hai cục luôn. Rồi, đợi em quay luôn anh em nhé. Em không tắt máy nha. Đấy. Mới đem ra lau sơ bụi thôi chứ chưa có vệ sinh và kỹ cái phía sau luôn, cũng làm luôn cho anh em một lần ha. Trước khi đóng gói lên đường cho anh em thì em cũng sẽ lau sơ lại hết ha, rồi mới đóng lên đường. Đây anh em thấy là cái con rề nó có cái ký hiệu đây, double ha, LQ, đây crack luôn, dòng này dòng hiếm đó nè. Đây về con bao này anh em, con bao này nó chạy từ 4 tới 16 ohm anh em nhé, đó chạy từ 4 tới 16 ohm và hai là hai cái volume của bao này tín hiệu vào nè ha, rồi 4 cọc loa 460W anh em. Anh em một con bao có công suất tiêu thụ lớn như vậy, điện 100V thì cái công suất và cái nội công nó rất là khỏe nha, điện 100V anh em nha, rất là khỏe, cho nên anh em có thể chơi khá là nhiều loa, và đặc biệt thì watt A nó 50W thì quá là tuyệt vời luôn rồi. Đây là con rề. Đó. Con rề nha. Đều sản xuất tại Gia Băng hết anh em nha. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ mở cái cho anh em xem nội thất của con bao để em thấy nó mức gấu cỡ nào ha. Rồi anh em chờ em ha, để em mở cái ruột gan của con bao này cho anh em xem luôn. Đây là cái gỗ nha, rất đẹp nha. Lỗ hơi nó thoát ra rất là nhiều để cho anh em chơi thoải mái nha. Rồi, em chờ em mở tức ruột gan. Nên em mới gỡ cái hộp gỗ này em thấy là bên trong nó còn rất là nguyên vẹn nha, rất là đẹp nha. Tại vì em muốn thích mình đóng thôi chứ không có gì hết anh em nha. Mở hai ốc, bốn ốc lấy lục giác này, mở bốn con trước thôi. Có bốn con trước nè. Mặt mũi lưng bọng rồi ok hết nè. Đó, gỗ anh em nào không thích thì ok. Đó. Về nhà tự tháo hộp gỗ ra, bốn con phía trước nè, phải xài lục giác. Đây anh em thấy bên trong nó tràn tải nhiều bằng nhôm đó. Chút xíu mình tháo ra để em sẽ xem được cái nội thất giống của nó. Với cái tầm giá mà 16 triệu đồng mà để sở hữu được một con bao class A đã xứng đáng, nó chỉ có cả rề lẫn bao nè, rất là hiếm. Đa số em thấy anh em bán là con này là bán bao còn không có rề. Đó. Của em thì được về cả bộ có rề luôn thì quá là tuyệt cho anh em rồi. Đúng bài luôn. 502, 504 là đúng đời của nó rồi. Cái nội thất bên trong ha, từ ngày xưa họ làm bằng cái hộp gỗ này, xong họ mới đậy cái nắp vô. Đây là hai phần tản nhiệt cho hai phần bao nha. Đó, đây là tăng phô, tăng phô khá là to ha. Đây. Cái này là nó phủ cái lớp keo chống chống chập em nha, cho nên khỏi phải nghĩ ha. Đó, đây mỗi một phế cái này còn nguyên bản chưa vệ sinh nè, em sẽ vệ sinh luôn cho anh em nha. Đó, thì bốn cái tụ lọc nguồn to đùng nha. Rồi, một vế của nó sử dụng là 6 con sòn Sanken 2 vít, tương đương với lại 12 sò. Vị trí con này là, nếu mà so với những con bình thường nó sẽ là 24 sò nè. Đấy, đó, thường thì xanh đen là sử dụng cho class A thì đúng như vậy, xanh đen sử dụng cho class A. Đây là nguyên bản về nha, còn nguyên bụi em mở luôn cho anh em và test ok hết rồi. Bây giờ chỉ có việc là vệ sinh thì luôn ha. Hôm nay thì em mở ra đây em cũng vệ sinh luôn rồi, để anh em nào chốt thì em sẽ đóng gói gửi luôn. Đấy, đó, anh em thấy nguyên bản nha. Chưa vệ sinh bụi bặm gì hết. Đó. Rin đét 100%. Đấy. Đó, thì nó như vậy đấy anh em. Đây, bo mạch nè. Bo mạch là long lanh len keng cho anh em, không có chấm phẩy, không có chấm mo hàng, mo huyết gì hết nha anh em nha. Còn nguyên bản hết nha. Đó. Anh em chỉ việc chiến thôi. À.
tài khoản nổ là em cho lên đường ngay đó, anh thấy em bụi nguyên bản một người ta đó. Đó, vệ sinh anh em nữa là ok à, đó, đó thì với cái mức giá đầu tư cho cái bộ rề bao này chỉ có 17 triệu thì em đã sell up cho anh em 1 triệu rồi à, còn lại 16 triệu ha. Đây, hai cái phần tản nhiệt cho cái ống tản nhiệt cho cái con sò là em biết rồi, đó là thùng của Luckman hay Club A hồi ngày xưa là hay làm như thế này đây đó à, rồi anh em nha. Đấy, để cho anh em mình xem rõ được cái bao ha, nó chỉ dơ thôi, còn lại là riêng tách cho anh em nha. Rồi xin chào anh em, và giá là 16 triệu đồng cho bộ rề bao, anh em nào yêu thì phone ngay cho em nha. Đó, đó 16 triệu đồng, giá là bao ship nếu chuyển khoản đủ nha, ship cọt thì em không bao ship thôi. Rồi xin chào anh em.